Chào toàn thể các anh em đam mê chơi BCB. Hôm nay bên shop lại tiếp tục lên cho các bác một số mẫu bơm máy đang làm mưa làm gió trên thị trường. Đây là hai cái mẫu bơm nhá. Các bác đang sử dụng rất chi là nhiều về cái độ bền bỉ nhá, bền bỉ của bơm nhá. Cái mẫu bơm này thì các bác bơm một lần 300 cân trên một nốt nhạc các bác nhá, rất chi là nhanh. Đặc biệt hôm nay các bác mua bơm sẽ được tặng theo miễn phí một cái đồng hồ hơi hoặc một đồng hồ áp như này các bác nhá. Đấy. Các bác thích lấy đồng hồ hơi em sẽ tặng đồng hồ hơi, thích lấy đồng hồ áp em tặng cho bác đồng hồ áp nhá. Mua một bơm sẽ được tặng một đồng hồ, mua một tặng một thôi nhé. Đồng hồ này bên em chỉ để tặng cho các bác chứ không bán đâu nhé. Đấy. Em sẽ giới thiệu chi tiết về cái mẫu bơm và báo giá công khai cho các bác nhé. Đấy, đây là mẫu bơm tay Shinjongsi. Cái mẫu bơm này thì anh em rất là tin tưởng và sử dụng. Vì sao? Vì nó bền bỉ theo thời gian các bác nhé. Là cái thứ hai là cái mẫu bơm này bơm cực là nhanh và khỏe luôn các bác nhé. Đấy. Đây em sẽ lôi cái bơm này ra gần gần đây một chút để cho các bác cùng xem nhé. Đấy. Đây em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác luôn nhé. Mẫu bơm máy Shinjongsi, giới thiệu tính năng chi tiết nhé. Đây cái này là đồng hồ, sẽ là đồng hồ to, đồng hồ có dầu các bác nhé. Đồng hồ 50mPa, rất chi là xịn sò. Cái này có hệ thống làm mát bằng nước các bác nhé. Đây hệ thống làm mát bằng nước đây nhé. Đấy, để cho nó tỏa nhiệt cái đầu bò và đầu bò nhé. Còn ở trong máy bơm này sẽ nó có quạt gió đằng sau nhé. Đấy, nó có hai hệ thống làm mát, thứ nhất là hệ thống làm mát đầu bò và thứ hai là hệ thống làm mát đầu động cơ nhé. Đấy, cái hệ thống làm mát bằng đầu bò này thì nó sẽ dùng nước nhé, nước một chiều vào là ở dưới, chiều ra ở trên. Các bác nào muốn dùng bền ấy, dùng 4-5 năm không hỏng ấy, thì các bác lưu ý cách dùng nhé. Khi các bác dùng nhé, các bác thả một vài viên đá vào trong thau nước để nó làm mát cái bơm này nhanh cho nhé. Đấy, còn cái nguồn điện để mình cấp cho cái máy, nguồn điện cấp cho cái của máy hút nước này nhé, các bác cắm vào đây nhé, ở đằng sau, ở đằng rìa này có một cái ổ, các bác cắm vào đây là ok nhé. Đấy, là nó cấp điện cho cái máy hút nước này. Đấy, tiếp theo là cái các bác muốn dùng bền nhé, em hướng dẫn qua các bác một chút nhé. Ví dụ các bác mua bơm về các bác dùng nhé, trước khi các bác bật máy, trước khi các bác bật máy nhé, thì các bác bật máy lên này, các bác bật máy cho máy nó chạy, nó hoạt động, xong các bác đóng van xả vào nhé, đóng van xả vào nhé. Đấy, thế là hơi nó sẽ vào bình của mình. Khi nào các bác thấy lên 200 cân, 300 cân, các bác muốn dừng lại nhé, muốn dừng lại thì các bác lại vặn van xả áp ra trước nhá, vặn van xả áp ra trước xong các bác tắt máy nhá. Đấy, một thao tác rất chi là đơn giản nhưng mà đổi lại là máy của mình nó sẽ bền bỉ theo thời gian. Các bác em vẫn bảo các bác là vặn van xả áp ra xong rồi tắt máy thì nó sẽ có tác dụng là như này nhá. Máy của mình là nó sẽ dừng theo quán tính tự nhiên, nó không bị dừng đột ngột nhá. Nếu các bác không xả cái này ra, máy vẫn đang ở chế độ tải nhá, đang ở chế độ tải, các bác tắt đi nó dừng đột ngột nhá thì nó sẽ bị lâu ngày, một hai lần không sao nhưng về lâu về dài nó sẽ bị hỏng tay biên đầu bò các thứ của mình nhé. Đấy, nhưng các bác tháo cái này ra là nó sẽ dừng ở cái chế độ là không tải. Đấy thì nó không bị dừng đột ngột, đâm ra máy nó sẽ đảm bảo bền bỉ theo thời gian nhé. Đây cái này thì có thước đo dầu ở đây rồi các bác nhé, các bác mua về chỉ việc cắm vào và dùng thôi, các bác không phải lắp đặt thêm cái gì nhé. Đây các bác lưu ý nhé, khi các bác mua về các bác tháo cái nắp nhựa ra nhé, các bác xoáy cái này vào đây cho em nhé. Ôi giời, xoáy cái này vào đây. Đấy, thế là các bác dùng thôi, không có gì là phức tạp khó khăn cả, đúng không? Đối với cái mẫu bơm máy Shinjongsi này thì các bác dùng 4 năm đến 5 năm vẫn khỏe như mới, bao cho bác bơm một lần 300 kg nhé. Đấy, có đồng hồ báo nhiệt ở đây các bác nhé. Đấy, khi các bác dùng nhé, khi bác dùng cái đồng hồ báo nhiệt ở đây nó lên đến 50-60 độ thì các bác dừng lại cho em nhé. Đấy, đối với các bác dùng khoảng tầm 2-3 cái bình các bác bơm một lúc nhé, thì các bác thấy nhiệt nó lên cao các bác dừng lại nhé. Đấy. Thì cái bơm máy Shinjongsi này nhé, em đang báo giá công khai cho các bác nhé. Giá công khai thì nó chỉ hơn 4 triệu một chút thôi. Con này giá là 4.300.000 nhé. Đã có cước vận chuyển đến tận nhà cho em bơm máy Shinjongsi. Đấy. Hiện đây thì em cũng xin phép các bác giới thiệu qua một cái mẫu bơm tay nhé. Đây, cái mẫu bơm tay các bác đang quan sát trên màn hình đây là mẫu bơm tay FB bản đặc biệt nhé. Mẫu bơm tay FB bản đặc biệt con báo nhé. Bản đặc biệt ở cái gì thì em cũng giới thiệu cho bác luôn nhé. Cái này là đồng hồ, sẽ là đồng hồ dầu 50mPa các bác nhé. Đây, đồng hồ dầu 50mPa rất chi là xịn sò. Nọc ẩm to màu đen nhé. Nọc ẩm to màu đen. Cái này thì các bác bơm, bơm là lên nhanh lên nhẹ nhé. Cái này nó đặc biệt thì em cũng nói cho bác luôn. Là cái thân bơm này nó làm bằng chất liệu đặc biệt, nó sẽ nâng cao cái hiệu suất của cái bơm của mình lên nhé. Các bác bơm nó sẽ, các bác bơm nó sẽ nhanh hơn và nhẹ hơn so với những mẫu bơm khác. Là cái thứ hai là cái thân bơm này họ đã cải tiến rất chi là nhiều.
nó tỏa nhiệt rất chi là nhanh nhé. Đấy, còn nếu các bác nào muốn nó cải thiện cái vấn đề đấy triệt để nhé, thì các bác đổ thêm một chai nước vào bơm, các bác sở chỉ thể ấm ấy, chứ không bao giờ thể nóng nhé. Đấy, còn các bác không đổ nước thì nó vẫn, tất nhiên là nó sẽ vẫn nóng, nhưng mà nó sẽ tỏa nhiệt nhanh hơn so với tinh mẫu bơm khác nhé. Đấy là một cái ưu điểm rất lớn của cái mẫu bơm này, nhà sản xuất đã cải tiến năm nay nhé. Đấy, còn ở trên thị trường rất là nhiều shop bán cũng mẫu bơm như này, nhưng đấy là hàng chợ nhé, không phải là hàng đặt nhé. Bên em là hàng đặt tại xưởng, hàng đặt tại xưởng thì em người ta làm cho em riêng cái mẫu này, là thân bơm chất liệu đặc biệt, bơm nhanh bơm nhẹ và tỏa nhiệt khá là nhanh các bác nhé. Đấy, cái này bao cho bác bơm khoảng độ tầm hai bơm khoảng tầm 300 đến 350 cân, rất chi là nhanh nhé. Đây, chân cấp FB con báo này, các bác quan sát này, logo con hổ đây nhé, rất chi là xịn sò. Đấy, cái này thì báo giá công khai cho anh em nhé, 900.000 nhé, 900.000 các bác sở hữu ngay một chiếc bơm FB con báo bản đặc biệt bơm nhanh bơm nhẹ nhé. 900.000, chỉ có 900.000 thôi, các bác chỉ cần bỏ ra 900.000 sở hữu ngay một chiếc bơm rất chi là xịn sò nhé. Các bác mua cũng sẽ được tặng theo một đồng hồ hơi hoặc một đồng hồ áp như này các bác nhé. Đấy, sẽ được tặng theo một đồng hồ hơi và một đồng hồ áp bơm FB xịn sò. Còn bơm máy Shinhoshi giá là 4.300.000. Đấy, thì các bác cân đối khả năng tài chính nhé. Các bác thích cái mẫu bơm nào thì các bác alo gọi điện đến hai đầu số trên của shop để nhân viên bán hàng tư vấn cho bác. Các bác mua hàng được quyền kiểm tra hàng, kết hàng trước khi nhận nhé. Thì em xin kết thúc video tại đây. Xin chào các bác và anh em, hẹn gặp lại các bác trong video sau.